Xin kính chào quý bạn quý vị, hiện tại mình đang có ở đây chiếc Mobi Star Project 2017. Nếu các bạn biết thì dòng Project là cái dòng tập trung vào thời trang của Mobi Star. Năm ngoái thì nó làm từ kính và cũng như kim loại. Năm nay làm từ kim loại nguyên khối, thời trang đẹp, mỏng, nhẹ thì dành cho nam, nữ, già, trẻ, trai, gái, 3D. Ở đây thì máy sẽ có màu hồng trông cực kỳ là nam tính. Màu hồng nó ánh lên ở mọi cái góc nhìn, từ phần trên kể cả là bằng nhựa hay là phần kim loại nằm chính giữa của máy. Ở trong video thì cái màu này nó không lên được, nhưng ngoài đời màu hồng nó trông đẹp và ấn tượng hơn. Bên dưới sẽ có chữ là Project 2017 để ký hiệu cho cái model năm nay. Ở phía sau của nó trông rất đẹp và đều đặn, với lại cái cụm camera chính này 13 megapixel, cũng là cảm biến Samsung ISOCELL f2.2, và dưới là cảm biến vân tay mở với tốc độ 0.03 giây. Ở phía bên cạnh phải sẽ là phím nguồn và tay giảm âm lượng. Mobi Star xử lý nó đẹp và mềm mại, có một cái rãnh hơi lõm xuống một chút, nhưng mà các phím có khả năng đàn hồi cực kỳ tốt. Bên cạnh trái là khai đựng SIM và thẻ nhớ, bên dưới sẽ là cổng sạc, loa ngoài, mic thoại. Còn nếu mà bên trên không phải dây cắm tai nghe thì các bạn chặt đầu tôi đi. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ có dây cắm tai nghe 3.5mm và đồng thời sẽ có thêm một cái cảm biến hồng ngoại. Thì mình chưa biết nó hoạt động như thế nào, chắc là sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi bán ra. Màn hình của máy là kích thước 5.5 inch, độ phân giải HD. Thì cái màn hình này ấy, thì mình thấy nó vừa phải, nó không có cái điểm ấn tượng cho lắm. Kể mà Full HD thì sẽ ngon hơn. Vẫn có cái viền cong 2.5D hiện đại. Cái này thì Mobi Star làm máy khá gọn nên cảm giác màn hình 5.5 ấy, nó không quá lớn, vẫn có thể cầm được giống như màn hình 5.2 hay 5 inch. Phía trên sẽ là camera selfie độ phân giải 8 megapixel, có khả năng làm đẹp khuôn mặt, chế độ chụp ảnh S20, loa thoại và cảm biến. Cái với định hướng thì nằm bên trong màn hình. Mình thì vẫn thích là đưa ra ngoài vẫn tốt hơn, nhưng Mobi Star thì vẫn duy trì ở bên trong để dễ cập nhật và gần gũi với Google. Máy thì chạy trên phần Android 6.0 và mọi thứ thì tùy chỉnh, gần như là không có thay đổi so với mặc định ROM gốc. Nói đi kèm với cấu hình là vi xử lý MediaTek 6753, nó có 2GB RAM và 16GB ROM. Dung lượng pin là 3000 mAh, sẽ được bán ra với hai màu là vàng cũng như là màu vàng hồng Rose Gold. Về giao diện thì nó không có thay đổi kể cả so với các thiết bị năm ngoái. Trong phần cài đặt của camera thì có một số tùy chọn Pro chúng ta. Chỉnh tay được như là khả năng lấy nét này, chúng ta có thể chỉnh được EV cũng như là cân bằng trắng vân vân. Và đặc biệt là nó sẽ có được cái chế độ chụp ảnh S20 để có thể selfie đẹp như tuổi 20. À thế là mấy đứa nó dưới 20 tuổi là chụp xong nó già đi à? Nói thế thôi chứ đây là một chiếc điện thoại khá là tuyệt vời của Mobi Star và dành cho bạn nào yêu thích cái đẹp, gọn, nhẹ và thời trang. Và có một mức giá hợp lý với phân khúc chỉ là khoảng 3.990.000 đồng. Vậy các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment để lại ý kiến về suy nghĩ của các bạn. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.